Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án sàn nhé các bạn nhé. Đây là cái sàn aex.com các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải đăng ký sàn cũng như là tham gia cái iDrop, chia sẻ cái collect, chia sẻ cái 5.000 XYM token các bạn nhé. XYM thì đã list ở trên sàn rất là nhiều sàn rồi. Thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái vào đây, các bạn chọn cho Việt Nam nhé, nó ở trên đầu đầu này thôi, gần Thái Lan, gần South Korea nhé. Chọn xong các bạn dán email, mật khẩu nhé, ấn sign up, đánh cái này vào BN CB. Mọi người lưu lại mật khẩu nhé. Các bạn sẽ ấn vào để nó gửi một cái code về email nhé. Mọi người vào email này. Chưa thấy về luôn. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ liền form các bạn nhé. Mình sẽ liền form bên này. Nó yêu cầu các bạn ở day 1 trên 3, tức là nó có 3 day ấy. Ở đây các bạn nhé. Đây, day 1 đây. Đấy, gift nhé. Chia sẻ gift này. Day 1 là 5.000 SYM nhé. Đấy, day 2 là Prizipu là APA. Đấy. Thì mình sẽ lưu lại, ngày mai lại làm tiếp. Thì đây hôm nay là day 1 nha. Thì các bạn sẽ làm này. Đầu tiên là các bạn sẽ fit cái ruler ở đây, nó có ruler ở đây nhé. Các bạn đọc lại cái ruler nhé. Tiếp theo là các bạn, đầu tiên là các bạn thấy này. Register here. Thì cái này thì mình sẽ tí nữa mình sẽ đăng ký rồi, tí nữa mình sẽ ấy thôi. Ở đây thì nó sẽ có những cái câu hỏi và các bạn sẽ trả lời. Ở đây câu hỏi đầu tiên là 24, câu thứ hai là xem, copy nhé. When does Zipbot launch? SYM à, đây 2020 2021. Cái này là cái này là khác. Nói chung là câu hỏi ở đây hết rồi, câu trả lời ở đây hết rồi. Thì mọi người vào đây dán vào thôi nhé. 4 này, 5 này. Sao lại câu 5 lại thấy khác nhỉ? Phải không mọi người? Câu 4 đây nhá. Câu 5 là name group. What are they? Feature name group tích cả ba hả? Virtual Trading và Software ở đây mà, phải không các bạn? Ồ, thì mình phải check lại câu hỏi ấy, tại vì là đây nó không có xếp theo thứ tự 2014 NI1S một token Cutler. Xem 2021 đúng rồi. SYM Sambot đúng rồi. Cái này tích vào 3 phát đúng rồi. Twitter account. Dán cái ID vào đây. Ok. Đấy, các bạn sẽ follow Twitter nhé. Đây nó có cho link Twitter không nhỉ? Không có hả? Ok, các bạn ấn follow. Follow cái này cũng là một hả? Không, nó là quần xem khác nhé. Xem bọn nó vào cái gì. Nó có hướng dẫn này. Follow cái này và này on Twitter và Red Twin Any Post by tag link by friend. Ok, các bạn vào đây. Like
Redwin và tag 3 friend nhé. Ok, 3 friend. Ngon. Quay lại đây. Copy lại tên. Dán vào đây. Tiếp theo là ở bên dưới. Ê, ID à? ID ở trên này. Nhưng mà nó đã gửi về đâu mà ID nhỉ? Mình xem phần quảng cáo xem nhé. Bitcoin cái gì đây? Ê, đây đây đây. Snake Arrest Authenticate. Ở đây 388851. Trời ơi cái chữ nhỏ như là. Nó bảo quẹt cái này scan thôi kệ sau đi. Đây thì các bạn vào cái này nhá. Vào cái này copy ID. ID ở đâu đấy má à? Chứ toàn cái chữ gì này. Đây hả? À, ID đây. 818143. Gửi. Rồi, ok. Đây một. Các bạn chú ý cái phần phần này nhé. Mọi người chú ý cái chỗ airdrop này thì tại vì là sợ ngày mai nó lại ra một cái form mới ấy. Đây, nó ra cái đây đây một đây. Đây một nhá. Thì mai ví dụ nó ra đây hai thì mình lại vào điền đấy. Đấy các bạn flow nhá, flow cho nó nhá. Ví dụ ngày mai mà nó ra đây hai thì các bạn thấy vào lại lại ấy vào tiếp. Đây mùng 4 đến mùng 8 tháng 4 đây. Đúng rồi, tomorrow. Hôm nay mùng 5 đầu tiên đấy. Tầm 4 đến mùng 5. Hôm nay là day 1 thì các bạn vào điền cho mình. Ngày mai ví dụ nó ra day 2 thì cái câu trả lời ở đây nhá, mình để bên dưới cho mọi người ở đây. Đấy cái đây 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 là day 1, day 2 đây. Đấy. Đấy. Mùng 5 đến mùng 7 gì đấy nhá. Lại vào điền tiếp. Đấy, các bạn chú ý cái phần Twitter là nó ra phát là mình vào điền luôn nhé các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thông báo lên cái kênh nhé. Mình sẽ cho lên cái kênh Telegram của mình nhé. Đấy, hôm nay thì chỉ làm đến đây thôi nhé các bạn nhé. Còn bên này thì nó cũng chưa yêu cầu các bạn xác minh cái KYC các thứ gì cả. Đấy, cho nên là mình cứ để đây đã nhé. Đăng ký để đây là cái sàn cũng rất là ok nha mọi người nhé. Đấy, chứ không phải là bèo nhèo đâu. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn này của mình nhé. Thì mình sẽ để link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia nhé các bạn nhé. Ok, thì đã xong cái dự án này. Đấy, các bạn đăng ký lấy UID sàn, điền một cái form này, câu hỏi trả lời thì câu hỏi thì mình để link ở đây cho các bạn nhé. Twitter thì mình cũng để link cho các bạn luôn để các bạn theo nhé. Ok, dự án này là chia sẻ 5.000 XYM nhé. Đây, các bạn theo cái này này, theo cái này thứ hai này. Answer question ở đây, form ở đây. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.